Mến chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Đây là con đường nằm song song với đường Hoàng Minh Giám trong công viên Gia Định anh chị các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục quay cho anh chị xem những vườn mai đẹp ở công viên Gia Định ha. Thì đây, một trong những gốc mai rất là đẹp. Và ở công viên Gia Định, vườn mai này cũng báo giá hết tất cả cho anh chị các bạn cùng xem nè. Đây, vườn mai hưng thịnh anh chị ha. Nằm cũng ngay dưới dưới chân dốc cầu đường Hoàng Minh Giám luôn nè anh chị. Đấy. Ở ngay khu mặt tiền thì có ba cây mai rất là đẹp ở vườn mai hưng thịnh anh chị. Cây này, ba cây này toàn bộ là tông cao ha. Em sẽ quay cho anh chị tham khảo một vài cây ở vườn mai hưng thịnh. Đây là cây mai tứ quý cao 2,5 m, bộ đới sổ nè. Quá đẹp luôn ha. Ở vườn mai hưng thịnh này được biết hầu hết là tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn đó anh chị. Mình xem vàng nút của nó là một nút là 6 chân bông nè. Nút bên này được cỡ 4, 6, 7 chân bông nè. 5, 6, 7 chân bông anh chị. Cây này đang có giá thuê là 30 triệu anh chị ha. Đó. Cây bên này giá thuê của nó cũng là 30 triệu luôn nè. Hoành cây số 1 tầm khoảng 50. Đó. Cây số 2 hoành tổng chắc cũng trên 50 á. Chiều cao của nó cũng tầm khoảng 2,5 m anh chị. Có cây số 3 thì cây này thì nó đế, bộ đế nó dữ hơn ha. Bộ đế sổ của nó chắc được cỡ 60 á. Nè, bộ đế sổ của nó chắc được 60 á. 1 gang nè, 2 gang nè, 3 gang nè, 3 gang bộ đế sổ ha. Là nó tầm khoảng bộ đế sổ 70. Tứ quý quay nhạo luôn. Cây này vàng nút tổng thể nó là nó cũng khá đều nhưng mà chưa có gì đặc lắm ha. Cây này giá cho thuê là 30 anh chị. À, giá cho thuê là 30 luôn. Tham khảo vài gốc ha. Gốc này là 12 nè. Còn cái gốc này là 40 anh chị ha. Gốc này thì vàng nút đang đẹp nè. Vàng nút này là 40. Hoành nó là khoảng cỡ 55. Nguyên một chùm luôn nè. Siêu bông Sài Gòn. Cây này là đẹp nè. Nay tối ngày 25 anh chị. Tối ngày 25 được vàng nút về là ok lắm à. Cây này đạt ha, 40. Chiều cao nó được tầm khoảng cỡ 1,7 m, tán ngang được 1,6 m. Cây bên này là giá cũng 40 luôn nè. Cây bên này thấy vàng nút nó không bằng cây này đâu. Cây này ok hơn. Đó. Cây này, ví dụ cây này được 8 điểm thì cây này được 7 điểm nè. Vàng nút ok ha. 1, 2, 3. Đó. Đế sổ 3 luôn anh chị ha. 3 gang tay em. Đế sổ nó tầm khoảng gần 7, 6 mấy á. Cây này vàng nút cũng rất là đẹp. Còn bên này cây này là giá là 25 anh chị. Cái chậu của nó là lọt lòng tầm khoảng cỡ 1,2 m, 1,3 m. Chiều cao nó được cỡ 1,4 m. Tán ngang là 1,5 m, 1,6 m. Cây này giá 25. Vàng nút này thì nó là cũng đúng tết nè anh chị. Đó, mới là lên chân xanh tầm khoảng nửa xăng một xăng thôi. Còn cây bên này là 20, giá 20 nha. Cây bên này hoành tổng nó tắt được 60 nè. Vàng nút nó khá đạt nè. Đây. Cây này mã số 7, giá 20. Còn cây bên này giá 18 thôi nè. Cây này giá 18. Hoành nó trên 50. Nó tầm khoảng cỡ 55 hoành. Đây vàng nút nó hiện tại ở vườn mai Hưng Thịnh nha. Cây này là giá 18. Còn mấy cây nhỏ hơn vẫn có anh chị nè.
mấy cây nhỏ hơn thì giá nó tầm khoảng cỡ cây này chưa thấy ghi giá, cây này thì giá là 8 triệu nè, hoành của nó được cỡ 45 nha anh chị, 8 triệu, cây này thì 4 triệu, cặp này là 4 triệu nè, cặp này 8 triệu anh chị nè, đó, cặp này 8 triệu ha, cặp này khá đẹp và rất là đều nè, độ lắc của nó cũng đều y xì nhau, hai cây này nếu mà để riêng từng cây thì cũng khó phân biệt của nó ha, khó nhớ nó lắm. Cây bên trái thì cái độ gắt của nó gắt nhiều hơn chút. Ở cây bên phải này gắt lời hơn xíu ha, hoành của nó tầm khoảng cỡ 25. Ở cây này cho thuê 4 triệu, sổ tới sổ của nó còn khoảng 30. Cặp này cao tầm khoảng 90 anh chị, tán ngang là được 80 ha. 4 triệu cây. Giá thuê anh chị. Ở cây này tầm khoảng 1m1, tán ngang được 1m2. Cây này giá thôi là 18 ha, là bộ đế tứ quý của nó nè. Còn bên này có con thú thì giá để coi coi, giá được 12 triệu, giá 12 triệu tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn luôn. Cây này tán của nó được cỡ 1m1m rưỡi, cao 1m2. Còn cây này là 12 triệu nè anh chị. Một cốt rất ngọn. Đó, chiều cao của nó là được cỡ 1m4. Hoành 30. Cây bên này bao nhiêu đây? Tứ quý lắc ha. Cây này hoành tầm khoảng 40-45. Giá hơi là 15 triệu anh chị. Đế sổ lên khoảng cỡ 60 ha. Là bộ tàn của nó đây. 15 triệu. Còn cây bên này. Cây này giá là 18 triệu anh chị. Cây này giá 18 ha. Hôm nãy mới quay rồi. Ở vườn mai Hưng Thịnh thì em được biết còn vài cây bên kia nữa. Qua quay luôn cho anh chị mình tham khảo giá ha. Đây đường này rất là đông. Hai phía bên này cũng là ở vườn mai Hưng Thịnh luôn nè anh chị. Và bên này thì mình tham khảo gốc ha, chưa có giá. Những gốc ở Hưng Thịnh mới ra đây. Khúc này thì còn trống nữa nè, họ đang để ra nữa ở khúc này anh chị. Nhưng mà những cây dữ rồi chắc đã cho ra phía ngoài rồi. Đây là toàn bộ những cây mai ở vườn mai Hưng Thịnh. Trong công viên Gia Định này tập trung rất nhiều vườn mà gọi là cao thủ ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Đây là cái cầu đi bộ ngang qua đường Hoàng Minh Giám. Dạo sơ cho anh chị xem cái vườn này rồi chút nữa sẽ đi qua vườn mai chú Sáu Bình Dương quay tiếp cho anh chị xem nha. Rồi, tạm thời em sẽ tạm kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.